nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ. Và sau đây, xin mời các bạn cùng vào dân hương tại nghĩa trang. An Minh, mệnh đức truyền thống anh hùng cách mạng, là một huyện thuộc vùng U Minh Thượng, được chia tách từ huyện An Biên vào năm 1986. Sau 35 năm thành lập, An Minh ngày càng phát triển, đổi thay. Trong các cuộc kháng chiến chống giặc cứu nước, cũng như trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước ngày nay, mảnh đất và con người An Minh đã viết lên những trang sử rất vẻ vang, góp phần không nhỏ vào công cuộc cách mạng của dân tộc. Nghĩa trang liệt sĩ huyện An Minh là một trong những địa chỉ đỏ trên địa bàn. Đây là nơi yên nghỉ của hàng ngàn anh hùng liệt sĩ đã hy sinh giành độc lập cho dân tộc. Trước đây, ngay khu vực này, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là nơi tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch để chống lại mưu đồ dùng dân lập ấp, và sau này là chiến dịch nhổ cỏ U Minh của đế quốc Mỹ và bè lũ Tay Sai, là vùng phụ cận của chi khu Hiếu Lễ, thị trấn thứ 11 ngày nay. Chi khu Hiếu Lễ, một căn cứ quân sự kiên cố, dưới sự chỉ đạo của đảng, quân và dân huyện An Minh đã mưu trí dũng cảm tấn công tiêu diệt hoàn toàn căn cứ quân sự của Mỹ ngụy tại chi khu Hiếu Lễ. Qua đó, góp phần làm thất bại hoàn toàn chiến dịch nhổ cỏ U Minh. Ngày nay, nghĩa trang liệt sĩ huyện được xây dựng khang trang, có nhà truyền thống và bia tưởng niệm, là nơi để các thế hệ người dân đến viếng, tỏ lòng ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ. Thời gian qua, thiếu nhi huyện An Minh đã có nhiều việc làm thiết thực tại địa chỉ đỏ này, như tổ chức dân hương, thường xuyên quét dọn vệ sinh khuôn viên nghĩa trang, tổ chức nhiều buổi kể chuyện truyền thống tại nơi đây. Qua đó, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, là động lực để thế hệ trẻ ngày nay phấn đấu, rèn luyện, học tập để xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Chúng em, những thành viên tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức lịch sử với chủ đề Tuổi nhỏ Kiên Giang tự hào tiếp nối truyền thống anh hùng, vững bước tương lai. Tự hào là người con của quê hương An Minh, chúng em nguyện phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, ra sức học tập, rèn luyện để mai này xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam. Em Lê Nguyễn Hoàng Hương Hạ, lớp 82, trường trung học cơ sở thị trấn thứ 11. Em Nguyễn Thị Thanh Lam, lớp 83, trường trung học cơ sở thị trấn thứ 11. Em Phan Quỳnh Như, học sinh lớp 71, trường trung học cơ sở thị trấn thứ 11. Em Trần Phúc Tiến, lớp 61, trường trung học cơ sở thị trấn thứ 11. Em Thiên Như Hơn, lớp 61, trường trung học cơ sở thị trấn thứ 11. Em Phạm Thị Phương Lam, học sinh lớp 83, trường trung học cơ sở thị trấn thứ 11. Em Dương Thị Tuyết Na, học sinh lớp 62, trường trung học cơ sở thị trấn thứ 11. Em Trần Minh Hoài, học sinh lớp 53, trường tiểu học Đông Hòa 2. Em Phạm Thị Ngọc Hân, lớp 4/1, trường tiểu học Đông Hòa 2. Em Lê Thế Tú, học sinh lớp 5/3, trường tiểu học Đông Hòa 2. Em Hà Ngọc Trâm, lớp 4/1, trường tiểu học Đông Hòa 2. Em Bùi Thị Kim Hạnh, lớp 4/1, trường tiểu học Đông Hòa 2. Em Bùi Ngọc Thảo Nguyên, học sinh lớp 5/1, trường tiểu học Đông Hòa 2. Em Nguyễn Lê Thịnh, học sinh lớp 4/3, trường tiểu học Đông Hòa 2.